Hi, xin chào bạn, và có nhiều anh em mình yêu cầu Quyền cập nhật giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A15. Thì ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá lại và cũng như được review lại cái dòng điện thoại này để gọi đến tất cả anh em mình xem tham khảo nha. Rồi, flex của anh em mình nha. Trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A15, và đây là phiên bản màu xanh. Thì máy sẽ có hai phiên bản hiện tại bạn nha, bản màu xanh và màu đen. Điểm khác biệt về ngoại hình mà Quyền thấy đó là một cái G ngay chỗ nút nguồn và tăng giảm lượng đây bạn. Đó, chúng ta sẽ có một cái G nhô cao hơn so với các viền còn lại đó các bạn nha. Đó, rất là nổi bật khi mà chúng ta tị tai vào và cảm giác mình biết được đâu là cái nút nguồn chỗ tăng giảm lượng ha, định vị được ngay luôn. Phía dưới thì chúng ta vẫn có jack 3.5, mic thoại, sạc và loa. Và bên trái chúng ta sẽ có chỗ để cây sim. Phía trên là mic thoại các bạn nha. Thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat protocol hoặc quay video. Mặt lưng là mặt lưng bóng. Khung thì của máy là khung nhựa các bạn nha. Nhìn máy thì khá là nhẹ. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có 3 camera với độ phân giải cao nhất là 5 mũi sao các bạn nha. Và 2 camera phụ. Thì 3 cam thì giúp anh em mình chúng ta có thể chụp được nhiều thể loại ảnh hơn ha, từ short form, góc rộng, macro vân vân. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đèn led trợ sáng cho anh em khi mà chúng ta chụp thiếu sáng hoặc là chụp đêm, và cũng có thể làm một cái đèn pin để anh em mình có thể đi buổi tối ha, rất là tiện lợi. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái màn hình. Màn hình của máy sẽ là một màn hình 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Tấm nền của màn hình là Super AMOLED các bạn nha, là một trong những tấm nền có thể nói là rất là đẹp của Samsung. Nó hiển thị mà hình ảnh rất là sắc nét trên dòng điện thoại này. Chúng ta sẽ có độ sáng tối đa của màn hình này là 800 nits, và hãng công bố là kính cường lực, nhưng mà không công bố là kính cường lực Gorilla gì các bạn nha, hãng chỉ để là kính cường lực thôi. Về RAM của máy này thì hiện tại là RAM là 8GB, cái bản Quyền đang cầm là 256GB các bạn nha. Camera selfie là dạng hình giọt nước các bạn nha, 13 megapixel các bạn nha, và cũng có tính năng là chụp xóa phông từ camera selfie luôn, rất là tiện lợi cho anh em mình ha. Về con chip thì máy sẽ được trang bị con chip là G99, thì con chip G99 này cũng được trang bị trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A24 hiện tại các bạn nha. Tốc độ tối đa của con chip này là 2.0GHz các bạn, khá là ok. Hệ điều hành, máy trang bị hệ điều hành Android 14 mới nhất hiện tại trên dòng điện thoại này. Và khi mà các bạn vào phần cài đặt, và chúng ta sẽ vào phần tìm kiếm này, các bạn hãy đánh cho Quyền cái phần CPU. Thì ở đây sẽ có một cái tính năng đó là CPU tiết kiệm điện các bạn nha. Ở đây thì Quyền đã tắt đi rồi. Thường là các bạn sẽ có hiện tượng bật lên như thế này, thì nó sẽ tiết kiệm điện cho các bạn. Nó giới hạn cái tốc độ xử lý của máy là chỉ ở mức 70% thôi, và giảm 10% độ sáng so với mức thông thường. Thì các bạn muốn sử dụng nhanh và tốc độ nhanh á, máy chạy nhanh hơn, thì chúng ta tắt hai cái phần này đi ha. Thì hình ảnh hiển thị của màn hình của điện thoại mình á, nó sẽ sáng hơn và tốc độ xử lý nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta bật lên thì máy chúng ta sẽ sử dụng tiết kiệm pin hơn. Đó, thì anh em nào muốn chơi game thì mình tắt hai này đi ha, để chơi game mượt hơn ha. Hoặc là sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc á, nhiều đa nhiệm này kia rồi mình tắt đi. Và cũng có thêm một phần mở rộng RAM cho anh em mình luôn nha. Thì mở rộng RAM thì anh em mình quá quen thuộc trên dòng điện thoại Samsung rồi. Thì anh em cứ vào phần chăm sóc thiết bị nè. Rồi, anh em mình cứ chọn vào bộ nhớ nè. Đó. Thì ở đây thì máy sẽ kiểm tra và sẽ cho chúng ta cái phần RAM flash ở đây. Thì RAM flash chúng ta sẽ mở rộng tối đa lên nó là 8GB. Tại máy này RAM thật là 8GB. Nó anh em muốn mở rộng thì chúng ta sẽ mở rộng lên thêm ha. Đó. Còn đó về phần dung lượng bộ nhớ trong là RAM 8, bộ nhớ trong 256 ha. Đó là nguyên bản Quyền đang trên tay. Còn có một phiên bản nữa đó là 128. Thì những phiên bản lớn như thế này thì anh em mình có thể tự tin mà lưu trữ dữ liệu và cũng như là tải nhiều ứng dụng yêu thích để mà anh em mình sử dụng một cách rất là thỏa thích trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 này. Nên các anh em mình cứ an tâm ha. Đó. Thì về phần mà trải nghiệm thì những thao tác vuốt chạm như Quyền thao tác những thông thường như thế này thì Quyền thấy là rất là mượt ha. RAM 8 và tần số quét là 90Hz, con chip là G99, khá là ok. Pin 5000 và tốc độ sạc nhanh là 25W. Thì Quyền trên tay nhanh như vậy thì Quyền cảm thấy là khá là ok trên dòng điện thoại này.
khi mà Quyền test và sử dụng thêm một số thời gian, anh em mình phản hồi cho Quyền biết với nha về con Samsung Galaxy A15 này. Về phụ kiện kèm theo máy á, thì như anh em cũng đã biết là dòng Samsung đã cắt bớt adapter sạc và tai nghe rồi, thì hiện tại chỉ còn có sợi cáp GTC thôi ha. Tiện thể đây thì Quyền sẽ test camera cho anh em mình xem luôn ha. Về camera thì chúng ta sẽ có tính năng là chụp góc rộng nè, đó, và 1x nè, 2x nè, đó, và chúng ta sẽ có thêm 4x và 10x ở đây, đó là kỹ thuật số nha, nó sẽ hơi bị mờ và nhợt ha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ qua cái tính năng tiếp theo, đó là chụp chân dung, có nghĩa là khi mà anh em chụp xóa phông á, anh em gọi xóa phông ha, chụp chân dung trên dòng điện thoại này, cũng khá là ok. Vui nhộn nè, có một thêm một tính năng vui nhộn ha. Đó. Về video thì anh em mình có thể quay được độ phân giải là Full HD 30 frame. Đó. Quay góc rộng được luôn anh em mình nha. Và 2x đây. Đó. Khá là ok ha về camera. Chúng ta sẽ có thêm một số tính năng khác như là chuyên nghiệp nè, toàn cảnh, thức ăn, ban đêm, macro và chuyển động chậm. Thì anh em mình sẽ có về camera selfie thì đây mình có chân dung camera selfie và góc rộng từ camera selfie ha. Đó, và cũng có những cái phần lens màu. Video cũng vậy, video là cũng quay được Full HD. Để Quyền xem cái phần Full HD. Đó, video nó chỉ quay được Full HD thôi các bạn. Tối đa độ phân giải là Full HD. Rồi đây là phần camera, Quyền test nhanh cho các bạn xem. Khá là ok ha. Về mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản các bạn nhé. Phiên bản đầu tiên đó là 8GB bộ nhớ trong 128GB là 4.990.000 và đang giảm còn 4.490.000. Phiên bản kế tiếp đó là phiên bản 8GB bộ nhớ trong 256GB là 5.590.000, đang giảm còn 4.990.000. Còn đối với dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 phiên bản mà 5G thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.290, giảm còn 5.990.000 tại Thế Rộng và Điện Máy Xanh. Và lời cuối thì Quyền xin gọi là cảm ơn đến tất cả anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ Quyền trong suốt 2 ngày qua. Thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em mình trong các video tiếp theo. Bye bye.